Đường xuống âm phủ. Ngày xưa ngày xưa, tại một đất nước xa xôi, có một chàng trai trẻ tên là Aladdin, mồ côi cha từ nhỏ. Chàng và mẹ sống nhờ vào tiệm may nhỏ trong khu chợ. Cháu là Aladdin có phải không? Dạ, chú là... Vậy là đúng cháu rồi. Ta là anh em với cha cháu đây. Ta đi tìm gia đình cháu đã bấy lâu nay. Thật may giờ đã được gặp cháu. Dạ, khi còn sống ba cháu cũng từng nhắc tới có người anh em sống xa quê. Đúng vậy, chính là ta đây. Hôm nay ta đến đây, muốn đưa cháu tới một kho báu bí mật. Ngay bây giờ, cháu hãy theo ta. Kho báu bí mật ư chú? Nhưng mẹ cháu vừa ra ngoài rồi, đợi một lát mẹ cháu về rồi chúng ta đi được không ạ? Cháu cứ đóng cửa tiệm lại, chúng ta nên đi càng sớm càng tốt, kẻo lỡ việc, phải qua sa mạc nữa. Tới rồi đấy cháu của ta, bây giờ để vào được kho báu, cháu phải tuyệt đối làm theo những gì ta nói. Dạ thưa chú. Chú không phải người thường. Có gì đâu, mở cửa hang thôi mà. Cửa hang nhỏ này chỉ có cháu qua được thôi. Bây giờ cháu hãy vào trong. Ở đó sẽ có những bậc thang dẫn tới một khu vườn. Cháu không được hai thứ gì ở đó, mà phải đi thẳng tới cuối vườn có đặt một cây đèn cổ. Việc của cháu là lấy đèn đó mang ra đưa cho ta. Cầm lấy chiếc nhẫn này, nó sẽ bảo vệ cho cháu. Không có gì đáng sợ cả. Nào, mau vào đi. Vào nhanh đi nào chàng trai, lấy cây đèn ra đây. Mình chưa từng thấy một vườn trái cây nào kỳ lạ thế này. Quả của chúng toàn bằng châu báu quý. Sao chú ấy lại muốn lấy mỗi cây đèn cổ cũ kỹ này? Trong khi xung quanh toàn ngọc ngà, châu báu, mình phải lấy mấy món về tặng mẹ mới được. Mau ném cây đèn ra ngoài cho ta. Cháu không lên được, làm ơn cứu cháu. Hang sắp sập rồi. Ném cây đèn ra, ta cần cây đèn. Không, cứu cháu với. Mở cửa hang cho cháu với. Mở cửa cho cháu. Hừ, nhãi vô tích sự. Cửa hang sẽ không được mở ra lần nữa đâu. Nhà ngươi làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi. Hãy ở đó mà chịu chết đi. Cứu tôi với. Ông hãm hại tôi. Thưa ngài, tôi là nhẫn thần, là nô lệ của ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Tôi muốn về nhà. Hãy cứu tôi ra khỏi đây. Trời ơi, con đi đâu mà mãi giờ này mới về? Mẹ đã đi tìm con khắp cả chợ. Mẹ, con tưởng rằng không thể trở về với mẹ nữa kia. Cây đèn đó đây này mẹ. Mẹ xem có còn dùng được nữa không? Cây đèn quá cũ rồi. Để mẹ cọ sạch xem nào. Thưa chủ nhân, tôi là nô lệ của người, vì người có chiếc đèn. Xin hãy cho tôi biết người cần gì. Mong ước của người chính là mệnh lệnh cho tôi. Mẹ con tôi đang đói, chúng tôi muốn một bữa cơm thịnh soạn. Tuân lệnh chủ nhân. Đúng là cây đèn thần kỳ. Chúng ta đã có báu vật có thể biến tất cả điều ước thành hiện thực rồi mẹ ơi. Một ngày, Aladdin nhìn thấy công chúa của vương quốc khi nàng đi kiệu trong thành. Sắc đẹp của nàng đã khiến Aladdin mê đắm. Sao cơ, con muốn mẹ đi hỏi cưới công chúa cho con à? Chuyện đó hoang đường quá con trai à. Gia cảnh nhà ta... Mẹ ơi, mẹ hãy mang theo số hoa quả bằng châu báu lần trước con mang về tới cung tiến vua và hỏi cưới nàng cho con. Con tin là nhà vua sẽ phải để tâm đấy ạ. Quả là ta chưa nhìn thấy châu báu nào quý hiếm thế này. Con trai bà hẳn phải là một chàng trai giỏi. Có một thanh niên ưu tú thế này trong vương quốc mà sao ta không biết tới nhỉ? Ngày mai, đích thân ta và công chúa sẽ tới thăm nhà bà. Dạ, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp người. Con ơi, nhà cửa của chúng ta đơn sơ thế này, sao có thể đón tiếp nhà vua và công chúa? Chưa nói đến việc hôm qua mẹ đã bạo gan làm theo mong muốn của con, đó là hỏi cưới công chúa. Mẹ quên mất là chúng ta còn có đèn thần ạ. Mọi việc sẽ ổn thôi mẹ à. Lần này mẹ hãy để con tự đến gặp nhà vua. Khá lắm thần đèn. Giờ hãy cho ta một bộ trang phục hoàng gia và
và một con bạch mã đẹp để ta vào điện diện kiến vua và công chúa. Vâng, thưa chủ nhân. Nhà vua rất hài lòng với sự xuất hiện của Aladdin tại cung điện của mình. Công chúa cũng đã bén duyên chàng ngay cái nhìn đầu tiên. Aladdin sau đó trở thành phò mã của vương quốc và cùng công chúa sống rất hạnh phúc. Ta sẽ lấy lại tất cả những gì mà nhà ngươi đang có. Cơ hội đến rồi. Ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Aladdin sẽ rất vui nếu mình đổi chiếc đèn của chàng lấy chiếc đèn mới. Chiếc đèn của chàng đã cũ kỹ lắm rồi. Cảm ơn ông. Xin chào chủ nhân. Tôi là nô lệ của ngài vì ngài có chiếc đèn. Xin hãy nói mong muốn của mình. Cuối cùng thì ngươi cũng về tay ta rồi. Mau rời cung điện này. Và tất nhiên rồi, cả nàng công chúa xinh đẹp này nữa, đến một nơi thật xa cho ta. Càng xa càng tốt, nơi mà không có ai có thể lui tới. Tuân lệnh chủ nhân. Trời ơi, công chúa và cung điện của ta, làm thế nào bây giờ? Thưa chủ nhân, thần đèn mạnh hơn tôi rất nhiều, nên tôi không thể đưa cung điện và công chúa về đây. Nhưng tôi sẽ giúp ngài tới chỗ công chúa. Tất cả là do lỗi của em. Nàng hãy bình tĩnh, ta đến đây rồi. Giờ nàng chỉ cần làm theo những gì ta nói thôi. Chúng ta sẽ thoát khỏi lão phù thủy. Cuối cùng thì nàng đã chịu chiều ta. Phải thế chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Thưa chủ nhân, tôi xin sẵn sàng nhận mệnh lệnh của người. Hãy chuyển cung điện về nơi cũ cho ta, và để lão phù thủy kia ở lại vùng đất hoang vu này mãi mãi. Phò mã của chúng ta thật tài giỏi. Chàng không chỉ trị được lão phù thủy xấu xa mà còn giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp lên rất nhiều. Với sự trợ giúp của thần đèn, Aladdin đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ trong vương quốc và trừng trị những kẻ gian ác. Tiếng thơm của vị vua Aladdin anh minh còn lưu danh hậu thế mãi về sau. Đôi ủng da trâu. Ngày xưa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một người lính trẻ tên Sam. Sau những tháng năm ròng rã nơi sa trường, anh trở về quê nhà với tài sản duy nhất là một đôi ủng làm bằng da trâu. Nhưng ở quê nhà, anh chẳng còn một ai thân thích. Vậy là anh lang thang khắp chốn để mưu sinh. Dù cuộc sống bữa no bữa đói, nhưng người lính ấy vẫn luôn vui tươi, chẳng bao giờ âu lo hay phiền muộn. Hôm ấy, Sam đi qua một khu rừng rậm rạp. Những cây cổ thụ trên đầu tỏa cành tầng tầng lớp lớp, đến nỗi ánh nắng mặt trời không thể lọt qua kẽ lá. Anh lính ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Chết thật, không ngờ khu rừng này hoang vu như vậy. Xung quanh chẳng có một dấu chân người. Không biết cứ đi thẳng thì có ra tới bìa rừng không? Trước mặt Sam thấp thoáng bóng của một người đàn ông nơm như thợ săn đang ngồi nghỉ trên một thân cây gỗ mục. Anh chàng mừng rỡ, vội chạy lại gần hỏi chuyện. Xin chào bác. Giờ tôi ngồi đây nghỉ một chút, không phiền bác chứ ạ? Anh ngồi đi. Nghe vậy, Sam ngồi xuống bãi cỏ, vươn mình sảng khoái sau nhiều giờ đi bộ mệt mỏi. Bỗng nhiên, ánh mắt của Sam bị thu hút về phía dưới chân người thợ săn nọ. Ông ta đi một đôi ủng da mịn màng, sáng bóng, khiến Sam không khỏi thích thú reo lên. Ôi, đôi ủng của bác đẹp quá. Anh thấy nó đẹp sao? Vậy anh có muốn đổi ủng với tôi không? Sam ngạc nhiên vô cùng, anh bối rối xua tay. Ôi, tôi chỉ có một đôi ủng cũ, làm sao đổi lấy giày mới của bác được đây? Hơn nữa, tôi vốn nay đây mai đó, đi bộ khắp nơi, chỉ có đôi ủng da trâu này mới không hề hấn gì. Giày của bác đẹp như vậy, lỡ làm hỏng thì tôi tiếc lắm. Xem ra anh có nhiều kỷ niệm với đôi ủng này đấy nhỉ? Sam tự hào đáp. Chuyện, tôi đã đi đôi ủng này khắp chốn từ lúc tôi tòng quân cho nhà vua tới tận bây giờ đấy. Thì ra anh là một người lính. Sam say sưa kể chuyện cho người đàn ông xa lạ. Nhưng bây giờ tôi giải ngũ rồi, ở quê chẳng còn ai thân thích, nên sau khi theo học một vị tu sĩ vài chiêu học thuật, tôi lại lang thang khắp nơi, nay đây mai đó. Bỗng nhiên, bụng Sam đói ùn ụt, anh chàng ngượng nghịu ôm bụng đứng dậy. Ôi,
Mãi kể chuyện mà quên ăn, tôi đói quá, phải đi tìm gì đó để ăn thôi. Bác cho tôi hỏi đường này đi về đâu ạ? Người thợ săn thở dài, lắc đầu. Tôi cũng không biết nó đi về đâu nữa. Tôi đang lạc ở trong rừng này, đi lòng vòng mỏi như cá chân mà chưa tìm được lối ra. Còn anh chàng Sam thì lại vui vẻ vì đã tìm được một người cùng cảnh ngộ trong cánh rừng hoang vu này. Dẫu sao có hai người vẫn tốt hơn ở một mình. Nếu vậy thì bác cũng giống tôi rồi, chúng ta cùng đi tìm đường nào. Người thợ săn ngạc nhiên nhìn Sam. Còn đang lạc đường, chưa biết tối nay ra sao mà anh vẫn vui vẻ vậy ư? Sam thản nhiên nhún vai. Thì còn có cách nào khác nữa đâu chứ. Đi thôi, người có đôi ủng bóng ơi. Vậy là hai người họ, một già một trẻ, kết bạn và cùng lần tìm con đường thoát ra khỏi cánh rừng. Họ cứ đi mãi cho đến khi màn đêm dần buông xuống. Anh chàng Sam vẫn vui vẻ nói những câu bông đùa để trấn an người bạn đường của mình. Và rồi họ nhìn thấy một căn lều nhỏ thấp thoáng ánh đèn giữa những rặng cây tùm. Sam mừng rỡ reo lên. Chúng ta không ra khỏi rừng được rồi, nhưng túp lều kia sáng đèn, chắc chắn có người ở. Chúng ta sẽ đến đó xem sao. Thế là hai người đi đến căn lều và gõ cửa. Một bà cụ hé mở cửa, nhìn họ đầy thận trọng. Các anh là ai? Dạ, thật may mắn quá, chúng tôi đi lạc đường mãi trong rừng thì gặp một căn lều của bà. Xin bà cho chúng tôi tá túc nhà một đêm ở đây được không ạ? Vẻ mặt bà cụ bỗng hoảng hốt. Không giấu gì hai người, đây là nhà của một toán cướp. Tốt hơn hết, hai người nên nhanh chóng ra khỏi đây đi, trước khi chúng về, kẻo mất mạng như trời đây. Người thợ săn nghe nói đến toán cướp, bèn ái ngại nhìn Sam, tỏ ý hãy mau rời đi. Nhưng Sam nhất định ở lại, cậu tiếp tục van xin bà cụ. Bà ơi, đã hai ngày nay tôi chưa có gì vào bụng hết, mất mạng ở đây hay chết đói trong rừng cũng chỉ vậy thôi. Xin bà thương tình để cho chúng tôi vào đi. Bà cụ nhìn hai người lạ một lượt từ đầu đến chân, ngần ngừ giây lát, rồi miễn cưỡng gật đầu, mở rộng cửa. Nếu đã như vậy thì hai người vào đi. Sam mừng rỡ bước vào khi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra khắp bốn phía căn lều. Còn người thợ săn thì chần chừ nhón từng bước chân, cẩn trọng nhìn ngó khắp xung quanh. Sam bèn kéo tay bác ta vào hẳn trong lều. Nào, cái bác đi ủng bóng nhát gan này, cứ vào đi đã nào. Người thợ săn lắp bắp. Anh không thấy sợ gì ư? Sam chặt lưỡi. Chết đói thì không sợ chắc. Nào, bác cứ theo tôi, đừng có sợ. Vậy là hai người cùng theo cụ già đi về phía bếp. Bà cụ chỉ vào chỗ lò sưởi ở góc bếp. Hai người nấp ở đằng sau cái lò lửa này nha. Nếu như chúng còn thừa thức ăn, tôi sẽ mang qua cho. Sam và người thợ săn làm theo lời bà cụ. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng bước chân ầm ầm và một giọng nói gớm ghiếc vang lên khiến ai nấy trong lều đều giật thót. Bà già đâu? Mau dọn đồ ăn ra. Đói sắp lả rồi, khẩn trương lên. Ngay sau đó, một toán cướp đi vào lều. Chúng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Bà cụ vội vàng bưng ra từng tảng thịt lớn để trên bàn. Toán cướp cầm lấy và nhai nhòm nhòm. Sam hít hà mùi thịt nướng bay ra. Đã hai ngày nay cậu chưa có gì ăn, bụng réo ùng ục. Tôi đói quá, mùi thức ăn lại thơm thế này nữa. Bụng tôi cũng đang réo vang đây này. Bỗng nhiên mặt ông khựng lại và ông hắt hơi một tiếng rõ to. Nghe tiếng hắt hơi, bọn chúng liền bỏ dao đĩa xuống và thận trọng cầm dao đi về phía lò sưởi. Hai tên cướp dữ dằn quát lớn. Kẻ nào đang ở đây? Thật to gan lớn mật mà. Một tên cướp vội túm cổ bà cụ và nghiến răng đe dọa. Bà dám để kẻ lạ vào nhà, để xem ta xử lý bà thế nào đây. Bà cụ sợ hãi vô cùng. Thấy tình cảnh nguy hiểm của bà cụ, Sam không đành lòng. Anh đứng lên và nói lớn, khiến cả toán cướp đều đổ dồn sự chú ý về phía anh. Nè, các ngươi hãy để cho bà cụ được yên đi. Chuyện này không liên quan đến cụ, là ta đây muốn đến thăm các ngươi thôi. Tên tướng cướp bước lại gần chỗ Sam, nhìn anh một cách mỉa mai. Ngươi ư? Ai chà chà, thật là to gan. Một mình ngươi mà dám bén mảng tới đây sao? Rồi hắn bước lại gần phía lò sưởi, nhìn ngó dò xét, khiến người thợ săn đi giày da bóng đứng sau lò sưởi rung lẩy bẩy. Thấy vậy, Sam vẫn bình tĩnh nói. Đúng, chỉ một mình ta đến đây thăm bọn ngươi, có gì mà ta không dám chứ. Nghe khẩu khí của Sam, tên cướp nọ bèn buông bà cụ xuống và cười ha hả.
để xem cho ngươi đu trên cành cây khô cao chót vót thì ngươi còn to miệng được nữa không. Người đàn ông nấp sau lò sưởi nghe thấy vậy thì run lẩy bẩy, nhưng Sam vẫn không hề sợ sệt mà đáp lại: nhưng mà cho tôi ăn chút gì đi đã, cho các anh muốn xử trí thế nào cũng được hết, dù sao thì tôi cũng đâu còn đường thoát nữa đâu. Anh cho tôi đu cành khô với cái bụng lép kẹp thì vui thế nào được đây. Bọn cướp thấy Sam xin ăn thì cười phá lên, riêng tên đầu sỏ thì gật gù. Khá lắm, chúng ta sẽ cho ngươi được toại nguyện trước khi chết. Không chần chừ thêm một giây phút nào, Sam nhảy bổ vào bàn và cầm từng miếng thịt lớn lên ăn ngấu nghiến. Bọn cướp sửng sốt nhìn Sam ung dung ăn uống, chúng xúm lại quanh anh và suýt xoa. Ồ, tên này khá nhỉ. Đại ca ơi, giết nó thì phí quá, hay là cho nó nhập bọn chúng ta đi. Nghe vậy, Sam vừa ăn vừa cười hền hệt nói với tên tướng cướp đang đứng ngay bên cạnh. Món này ngon đấy, nhưng còn thiếu rượu nữa, anh bạn mang ra đi chứ. Được lắm, ta cũng đang muốn xem một kẻ sai bí tỉ đu cành khô thế nào. Bà mau xuống hầm lấy thật nhiều rượu lên đây, nhanh nào. Bà cụ sợ hãi, vội vàng lật đật chạy đi lấy rượu. Bọn cướp lại vui vẻ tiếp tục nhập tiệc. Chẳng bao lâu sau, rượu đã được mang ra. Bỗng nhiên, Sam cầm chai rượu và đứng lên, khua khoắng trên đầu bọn cướp, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Bọn chúng lại được dịp xem anh như một trò tiêu khiển. Tên này có kiểu uống rượu cũng lạ nhỉ. Cả bọn xung quanh vừa đánh chén vừa cười không dứt cơn. Sam vẫn cầm chai rượu, miệng tiếp tục lẩm nhẩm và bất ngờ ra lệnh: các người sống, dừng há hốc mồm ra, giơ tay lên, ngay bây giờ. Ngay tức thì, cả toán cướp im bặt, tất cả đều giơ tay lên theo lệnh của Sam, không một ai nhúc nhích. Một hồi lâu sau, người thợ săn trốn sau lò sưởi mới dám rón rén bước ra và hết sức ngạc nhiên hỏi Sam: trời ơi, sao cậu có thể khiến chúng trở nên nghe lời như vậy? Chẳng phải tôi đã nói với bác rằng tôi có một thời gian học chiêu thuật của một vị tu sĩ già sau khi đi lính về sao? Người thợ săn nọ bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. À, tôi nhớ rồi. Và chiêu thuật này cần phải có rượu đúng không? Anh thật là liều lĩnh khi không biết chắc được ở đây có rượu hay không. Sam thản nhiên bưng ra một miếng thịt lớn cho người thợ săn và nhún vai. Nếu không mạo hiểm thì giờ tôi và bác đã đói lả trong rừng và bị sói hoang ăn thịt rồi. Chắc bác cũng đói lắm rồi, chúng ta mau ăn đi thôi, món thịt này ngon tuyệt luôn. Cảm ơn anh, cũng nhờ anh đã nhanh trí, nếu không thì bọn cướp đã giết chết chúng ta rồi. Đúng lúc ấy, có tiếng ồn ào bên ngoài vọng lại. Những ánh đuốc bập bùng di chuyển càng lúc càng gần với túp lều nhỏ. Sam và bà cụ hoảng hốt, không biết điều gì đang xảy ra với họ, thì người thợ săn nọ trấn an và bước ra mở cửa. Trước mặt họ là một toán quân lính, ai nấy đều cầm vũ khí và mặc áo giáp nai nịt gọn gàng. Tất cả đều cúi rạp xuống. Muôn tàu đức vua, chúng thần tội đáng muôn chết. Nghe vậy, Sam giật mình nhìn người bạn đường của mình đang dõng dạc ra lệnh cho tớp lính: các người mau vào trong, bắt bọn cướp kia tống vào ngục ngay. Tuân lệnh. Rồi ông quay lại nhìn Sam với ánh mắt trìu mến. Khi ông cởi bỏ chiếc áo khoác cũ ra, trên người ông là một bộ trang phục cao quý mà chỉ nhà vua mới được phép mặc. Sam vẫn sững sờ chưa hiểu mọi chuyện, nhà vua đã mỉm cười. Hỡi chàng trai trẻ dũng cảm, ta chính là vua của vương quốc này. Sam vội vàng quỳ xuống trước đôi ủng bóng loáng trước mặt. Mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này đều trở nên lộn xộn, khiến anh trở nên bối rối. Thưa nhà vua, thần không nhận ra người, thật là tội đáng muôn chết. Nhà vua khẳng khái bước tới đỡ Sam đứng dậy. Đứng lên nào anh bạn trẻ, người đã cứu ta thì sao ta có thể trách tội người được. Người nói đúng lắm, tuy vào hoàn cảnh, cái gì có ích thì mới đáng quý. Vì đôi ủng bóng này mà ta trượt chân trên lưng ngựa rồi đi lạc trong rừng, mai sau gặp được ngươi, một người lính lạc quan với đôi ủng da trâu. Lúc bấy giờ Sam mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn người đã không trách tội ạ. Mà ngươi có thể làm giúp ta một đôi ủng da trâu để đi săn được không? Ta cũng muốn có một đôi ủng như ngươi, nhất định ta sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh. Tất nhiên là anh chàng Sam đã mừng rỡ nhận lời đề nghị của nhà vua. Từ đó về sau, cuộc sống của anh lính trẻ không còn vất vả như trước nữa. Và anh cũng không quên dành tặng cho mình một đôi ủng da trâu mới. Cây chùy của quỷ.
Ngày xưa, có hai anh em sống ở một làng nọ. Người anh vô cùng giàu có, nhà cao cửa rộng, trong khi người em lại nghèo khó, phải kiếm củi mưu sinh qua ngày. Người anh tuy giàu nhưng vô cùng ích kỷ, bố mẹ già yếu cũng chẳng thèm hỏi han đến. Một tay người em chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ, nhưng cậu không một lời oán thán người anh. Càng về trưa, trời càng nóng, mình kiếm gốc cây ngồi nghỉ mát một lúc mới được. Chốc nữa, mình mang chỗ củi này xuống núi đổi lấy gạo. Bố mẹ ở nhà thấy ta mang gạo về sẽ vui lắm đây. Ôi, những hạt phỉ này mới ngon lành làm sao, mình phải nhặt về cho bố mẹ cùng ăn mới được. Trời ơi, chết thật, cơn giông đang kéo đến, mình phải mau mau xuống núi mới được. Ôi, may quá, đằng kia có một căn nhà, mình phải nhanh chân chạy đến đó trú tạm. Trời ơi, cơn mưa lớn quá, cứ kiểu này chắc phải chờ lâu đây. Hình như căn nhà này bỏ hoang đã lâu rồi. Đằng nào cũng phải chờ cơn mưa tạnh hẳn. Thôi thì ta cứ nằm ra đây ngủ một lát cho đỡ mỏi. Người em nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Cơn mưa đã tạnh từ lâu mà cậu không hề hay biết. Khi màn đêm buông xuống, cậu mới bừng tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào từ đâu vọng tới. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn uống tưng bừng cả đêm luôn. Đúng vậy. Trời ơi, chết rồi, bọn chúng đang đi về phía này. Không lẽ đây là chỗ trú ngụ của chúng sao? Trời ơi, biết trốn đâu bây giờ, căn nhà trống huếch trống hoác thế này. Cuối cùng đã về đến nơi rồi. Sao lại tối đen thế này? Hãy làm cho căn nhà này sáng lên đi. Căn nhà, hãy sáng lên đi nào. Sáng lên rồi, mau xin thêm rượu thịt, chúng ta cùng ăn một bữa no say. Hãy cho thêm rượu và thịt nào. Wow, những chiếc chùy đó thật vi diệu, khi đập chùy xuống là muốn gì cũng được. Không biết bao giờ chúng mới rời đi để ta cùng về nhà. Đã thế cả ngày nay còn chưa được ăn miếng cơm nào vào bụng nữa chứ. May quá vẫn còn hạt phỉ này. Ta ăn tạm cầm hơi cho đỡ đói vậy. Hình như có tiếng gỗ kêu rắc, chúng mày ơi, không lẽ căn nhà này sắp sập rồi. Chạy mau chúng mày ơi, nhà sắp sập rồi, chạy mau kẻo không kịp. Ôi, bọn chúng mãi chạy quên mang theo hai chiếc chùy thần kỳ rồi. Wow, mình phải đạp thử xem mới được. Mình nên ước gì bây giờ? Thử ước vàng bạc châu báu xem sao. Vàng bạc, hãy hiện ra đi nào. Tuyệt quá, là vàng bạc thật này. Mình giàu to rồi. Vàng bạc, hãy hiện ra nào. Hả? Thật không thể tin nổi. Chiếc chùy thần kỳ gõ ra vàng ra bạc thiệt. Không chỉ vàng bạc, chiếc chùy của bọn quỷ có thể cầu gì được đấy. Từ nay nhà chúng ta sẽ không còn phải sống nghèo khổ nữa rồi. Nhờ có chiếc chùy thần kỳ, người em cùng bố mẹ bỗng chốc đổi đời, sống cuộc sống sung túc, giàu có, nhà cao cửa rộng. Mình có nhìn nhầm không đây? Sao nó lấy đâu ra tiền mà xây nhà bề thế như vậy chứ? Anh uống chén trà cho nóng. Chút nữa anh ở lại ăn cùng em và bố mẹ. Em bảo người làm cơm đãi anh. Thì ra mọi chuyện là vậy. Em thật là may mắn em trai ạ. Rời nhà người em, người anh không về nhà mà chạy như bay vào rừng. Như nó kể thì bọn quỷ còn một chiếc chùy vàng nữa. Bằng mỗi giá mình phải lấy được rồi mang về nhà. Mình sẽ ước thật nhiều vàng bạc châu báu, nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Là cái phỉ đây rồi. Ta sẽ nhặt thật nhiều hạt phỉ rồi dọa cho bọn quỷ một phen khiếp vía. Sao lại tối đen thế này?
hãy làm cho căn nhà này sáng lên đi. Căn nhà này hãy sáng lên đi nào. Chiếc chìa vàng kia rồi, nó phải là của ta. Nè, tiếng động hôm trước đấy. Nhưng lần trước nhà đâu có sập đâu, chỉ là thần hồn nát thần tính thôi. Chúng ta thử đi xem xét xung quanh xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Trống kia có một tên nằm trên xà nhà, mau lôi cổ nó xuống đi. Người thật là to gan, dám lấy đi chiếc chùy bạc, còn quay lại tính lấy nốt chiếc chùy vàng hả? Chiếc chùy bạc thật sự không phải tôi lấy mà, hãy tha mạng cho tôi đi. Khỏi nói lằng nhằng, đập cho nó một trận rồi chờ thôi ăn cắp đi. Phải đây, đập đây, đập đây. Đây thì ăn cắp này, phải ăn trộm, dám chối này. Cho người hết mặt mũi mà ra đường luôn nha. Làm sao để chiếc mũi quay lại hình dáng ban đầu bây giờ? Làm sao để mũi của anh ngắn lại như cũ bây giờ? Em cứu anh với. Kìa anh hãy đứng lên đã, hãy cho chiếc mũi thu lại như cũ nào. Nhỏ lại rồi. May nhờ có em mà anh thoát nạn. Từ nay về sau, anh hứa sẽ không tham lam và cùng em phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ già. Từ đó, hai anh em dọn về ở chung với nhau, sống thuận hòa, hiếu nghĩa với cha mẹ. Người em dùng chiếc chùy bạc tạo ra của cải, đem phân phát cho người nghèo khổ quanh vùng, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.